Xin chào ba mẹ nhé, hôm nay Baby City sẽ unbox mẫu xe mới nhất Joy Park Pro. Mẫu này sẽ có 3 màu ba mẹ nhé. Đây là màu đen và mái ghi. Khi mở hộp ra sẽ có một cái khung chính này, phụ kiện áo mưa, phụ kiện adapter. Phụ kiện adapter này mình sẽ dùng khi ba mẹ có nôi sách. Nếu ba mẹ không mua nôi sách thì sẽ không cần dùng tới. Bánh xe, túi bọc, thanh chắn trước này, ba mẹ sẽ mở cái khung ra nhá, khung chính này. Mình lắp mái hai bên. Đó. Giờ mình lắp bánh nhá ba mẹ nhá. Sẽ có 4 cái bánh, ba mẹ nhìn bánh trước này. Đó, bánh trước mình sẽ làm như video ba mẹ nhá. Thúy xoay cho chị đằng trước ra đi. Ba mẹ nhìn nhá, khi mình cắm vào cái nút này nó bật ra là xong. Bánh sau này, bánh sau nó hơi khác bánh trước một chút này, ba mẹ cắm ngang vào. Bây giờ còn thanh chắn trước nữa là xong ba mẹ ạ. Thanh chắn trước ba mẹ nhìn nhá, nó sẽ có cái khe của nó này. Ba mẹ lắp nhá, mình thấy không vào thì ba mẹ sẽ đổi bên, nó sẽ bị lệch bên. Đó, chuẩn là nó sẽ tạch rất nhanh, rất dễ. Rồi, vậy là mình đã hoàn thiện mẫu xe Joy Park Pro. Xe này là phiên bản nâng cấp của Joy Park ba mẹ ạ. Gấp rất là gọn, mang được lên cabin máy bay. Xe chỉ 6,3 kg thôi ba mẹ ạ. Baby City có đủ 3 màu để ba mẹ lựa chọn. Hãy tới Baby City tận hưởng ưu đãi tốt nhất ba mẹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các video sau.